Chào mừng anh trở lại kênh YouTube của Nhàn Kiên Giang chuyên về dòng xe của Chanel. Hôm nay Nhàn Kiên Giang tiếp tục lên list cho anh em mình xem tham khảo. Clip của Nhàn Kiên Giang hôm nay sẽ hướng dẫn cho nhiều anh em mình chơi nail nè, phân biệt được cái chiếc nail green và chiếc nail gớt như thế nào nha. Mình coi những cái điểm nào mà để mình dễ biết nhất á. Nói chung là Nhàn vô những cái vấn đề chính dễ biết nhất, lý thuyết thì ít chút xíu nhưng mà thực hành cho nhiều hơn để cho anh em dễ nắm nha. Thì cũng là một chiếc, đây là một là chiếc nail green nè, của anh trai thì mua cũng ở hơi ở xa đó, Sài Gòn Bình Dương anh không biết nè, đó mua người ta cửa hàng Tấn Bao Green nè. Bây giờ thành ra chiếc xe nó anh em nghe là em coi là xe gớt mất tiêu rồi, chạy gì tới đây thì khói thì khói chê rồi. Lúc người ta bán thì cái xe máy nguội đâu khói đâu, chạy khoảng chừng 30 cây số rồi khói thì nó như đốt đồng vậy đó. Anh em thấy đau lòng không? Em cũng làm lúc trước cũng có cái mấy cái clip cảnh báo cho anh em mua xe riêng qua mạng rồi. Chiếc xe này là mua lên trực tiếp luôn á, chứ không phải qua mạng nữa. Cái này không còn qua mạng nữa mà lỡ trực tiếp cửa hàng luôn. Rồi mua rồi ta chạy về rồi điện báo cửa hàng sao là không biết cửa hàng có đền bù gì không biết, cái đó thì bên chủ xe phân giải. Thì cái chủ đề chính anh em hôm nay là coi chiếc xe riêng sao để cho anh em tránh sau này có xe mua neo mình cũng đỡ tránh sai lầm ra, tại chiếc xe riêng chiếc xe gớt nó chênh lệch nhau khoảng 10 triệu nào. Có chiếc chênh lệch nhau khoảng 50 triệu nữa. Tại mấy cái xe cọp mình không nói đi. Mấy xe này dạng cày vừa thì mình chênh lệch nhau tầm 5-7 triệu, 10 triệu lại thôi. Chiếc 5-7 triệu, 10 triệu trở lại thì anh em cũng biết rồi, tiền đó không là đủ điện để làm cái máy rồi đó. Thì thống Kiên Giang bữa nay cũng có khai trương làm cái quay rồi đó. Quay nhỏ thống mình hôm nay có lãnh làm đó anh em, là có làm quay nhỏ kết bạn thống Kiên Giang anh em. Thống Kiên Giang có làm kênh chuyên về quay nhỏ đó, đặc biệt quay nhỏ nghe anh em. Thì anh em biết rồi, làm hệ chuyên thì lúc nào tao phải đạt rồi. Thì anh em nào có kết quay nhỏ không gà có gì anh em hỏi em làm ba cái máy quay nhỏ đó. Thì anh em cứ kết bạn với thống Kiên Giang. Thì nay em nhà Kiên Giang sẽ sẵn thì cái xe này thì chủ xe cũng có liên lạc em trước rồi. Thì sẵn nay em cũng có làm chiếc xe này luôn, vừa làm thì vừa cho anh em mình coi, cho anh em mình tham khảo biết thêm. Thì chiếc xe này tổng quan qua giờ mình đó thì anh em thấy cũng bóng bẩy à, tại qua camera thì anh em biết là màu sắc hình ảnh đó, thì lúc nào nó cũng phải bóng hơn rồi đó, thì vô camera phải sáng hơn. Chiếc xe này mua cũng không có rẻ nha anh em, xe này mua cũng 3x á, chứ không phải là 2x đâu đó. Xe này cũng mua là hàng 30 trở lên đó nghe anh em. Ốc lại gai đi Phúc, ốc nhà áo lại gai đi, tao sẵn cho anh em coi những cái điểm mà anh em cho người ta nóng cho nó dễ. Chứ anh em mua qua mà tại người ta tin tưởng cửa hàng nha anh em, ta tin tưởng cửa hàng đó là cửa hàng bao gin thì người ta nghĩ quyết việc mua về là gin này xài thôi, không có cần làm gì. Bây giờ là tốn tiền ra khối nữa, mà tốn thêm cái tiền ra phí thêm, ví dụ mà xe gin với xe gớt nữa, học phí đó thấy hết mới rồi. Rồi thêm cái tiền về làm máy nè, nó khá là làm máy một khúc nữa nè. Bây giờ coi chiếc xe gin xe gớt vô vấn đề chính của anh em mình này, là coi ngay trong cái điểm này nè. Em thì tay ngang giờ cũng biết xe gớt nó cái cần gì mà tới đâu mà phải thợ đâu. Em coi ốc mới đây mình đóng tà le tắt lét chân này nè. Em coi cho em điểm thứ nhất là hai ngóc này nè. Tại chiếc xe gớt là phải có dấu mở nha. Một anh em phải coi cái nắp này đúng nắp gin theo xe không? Nắp là phải có cắt kè đen 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 nè, nó xám xám gì nè, là đúng nắp gin theo xe nè. Còn mà người ta thay cái xe chạy mười mấy năm mà thay lại cái nắp mà trắng bóc là người ta thay rồi nha. Còn này nắp gin là cái gì nè, nó điểm thứ nhất để anh em coi xe gin nè. Mở ra ốc mà tới đóng tới cỡ này đây mà dập mẹ mép cho còn gin gì nữa. Gin này gin lỗ đít đó. Đó. Thấy chưa? Mua chiếc xe mấy chục bây giờ thành chiếc xe gớt rồi đó, là thấy tốn một khúc rồi đó. Giờ tới coi cái gì nữa, rồi coi một cái rửa, rồi tới ốc cướp mà xét cỡ này đi mà gin cái gì nữa nè. Nè. Ốc gin ta ai mà ngồi đi đem đi sạc cướp này lấy thuốc tẩy tẩy ốc trắng bóc hết trơn nè, xét sẹt hết trơn rồi. Rồi bây giờ tiếp tục coi cái gì nữa để chiếc xe gin và xe gớt nè. Gin xe gớt trên lệch tiền nhiều lắm à. Em không ghẻ đâu à. Này để cho mang đợi mình mở dàn áo lên nè, coi cho cũng dễ hơn nha. Còn anh em mà đi coi mua xe gin mà coi ốc đầu bò thì đừng coi. Mấy cái đó là người ta bùa phép được hết trơn à. Xe này chắc được dàn áo gin nên áo này thấy áo còn đẹp à. Xe này bánh mâm gin đi cũng đỡ đi. Xe này mà gặp bánh mâm mà lai cái nữa thôi chú xe dễ chết nè, la trời không. Xe này chủ xe ngại không có ra mặt nha anh em, không có quay chủ xe được nha. Xe chủ xe mua chưa có lấy biển số mà hồ sơ còn đang cầm trên tay đó. Bây giờ mở áo qua nè anh em dễ coi bên trong nè, chứ mà đi coi xe mà coi lướt bên ngoài thì xong luôn. Biết đường gì đâu mà coi, chúng không phải thợ cái nữa. Thì tin tưởng anh em rồi tin tưởng xong rồi mua về rồi anh em từ chối trách nhiệm là thua luôn. Ốc thì bây giờ nó sạc mẹ lên hết trơn rồi, còn cái gì nữa đâu mà coi. Nó sạc trắng bóc hết trơn, hết nước ga nước xi người ta hết trơn rồi. Coi ốc mà những trường hợp mà ốc mà nếu mà thợ mà dặn dập cạnh hết trơn thì dễ coi, mấy ốc mà dặn là chụp giải lên đâu có dập cạnh đâu. Thì ốc cũng khó mà coi. Thì thằng coi ốc này anh em mua xe gin đừng coi ốc, coi bỏ thằng coi ốc đi. Giờ cứ coi cái bên trong là coi những cái điểm mà bí hiểm á. Coi là coi cái gì, bây giờ coi mấy ốc che máy này, cái máy này nó có hạ chưa? Có dập cạnh này chưa, nó có hạ để hạ bể luôn chưa? Xe này em giờ mà không thấy được nữa sao mà anh em thấy được? Cái gì nó đóng móc đem thà lụi chứ rồi nhìn cái dọc cảnh có dọc không. Giờ coi ốc thì không coi được thì bây giờ chuyển qua mình coi cái khác đi, cái con này trong này hay là thấy có
nó hơi ấy rồi, nó hơi đen đen cạnh hết trơn rồi đó. Trời ơi ngốc, nó hạ bệ luôn anh em, có dấu đồ liễu đóng sát rồi anh em thấy không đó, nó chỉ cái này cái vít cho tao đây. Thứ sáu luôn. Nè tiếp tục anh em coi nè, nè ốc nè, nè dấu cạnh đen đen nè, nó đấu rồi điếu đóng sát vô đây luôn nè, nó thấy không đó. Ốc này ốc bự nhất luôn mà làm còn thấy dấu nữa thì thôi rồi, cái này là gọi là chưa có múa gì qua mắt thợ được rồi nè, cái này còn lòi quá. Đó là cái máy này mà là có hạ đó nghe em, hạ xuống rồi đó mà không biết làm gì đó. Rồi tiếp tục coi tới cái gì nữa quanh kia đi, máy rớt không thì anh em coi giùm em có điểm cái chân ốc này cái nữa đó. Tại rút rớt cái đầu ra là phải buộc là phải đóng góc này ra, không đóng góc này ra đâu có vô cái lằn sinh cam được. Có điểm này anh em coi cái ốc này có dấu dập không, nếu mà trường hợp đóng ốc này là vẫn không thấy dấu được, anh em vẫn khéo được luôn nha, nhưng mà nếu mà đóng mình trường hợp thấy được ốc dập cạnh đó thì cái đó là quá tệ nữa rồi đó. Thì em coi gian điểm này, ốc này nếu mà nó còn đẹp liền do không có dấu mở là tốt, đó là chưa có dấu rút. Còn ốc mà thấy cái dấu đó có dấu vít đóng, dấu mở, dấu dập cạnh đó là xe như là coi như là xe gớt không còn zin nữa. Thì chiếc xe gớt với xe zin thì nó chênh lệch với nhau nhiều tiền lắm. Và tiếp tục coi mấy ốc mà ốc con bí hiểm, mấy ốc quan trọng không nè, này mấy ốc nó nhỏ này nè nè đây nè, nó ăn ốc này nè, vậy nó dẫn cái cả cái cạnh người ta cỡ này đây mà còn cái gì nữa đâu mà kia không gớt, nó tà le hết trơn rồi nè đó. Này ốc dưới này nè, thấy không, camera em phóng gần lắm anh mới thấy, anh em mới thấy đó chứ, mà coi mà con mắt mà mắt thường là chưa chắc nhìn thấy cái cạnh dập nữa. Đây nè, có cái cạnh người ta nó hư hư trơn cái này đây, tại con ốc hai ốc này, hai ốc ăn chịu nhất trong cái máy, mà khi cái máy mà có gớt đầu hay là không gớt đầu là buộc phải mở hai con ốc này, hai ốc này không mở với con ốc này, chiếc ốc này không mở là không bao giờ xe gớt đầu nha em phải nhớ nè. Ba ốc quan trọng nhất để coi cái máy mà gớt đầu không gớt nè: một ốc bên mâm lửa, hai ốc chỉnh tăng, ba ốc nối khớp nòng. Phải gớt ra máy gớt phải buộc ba ốc phải mở nha, không có ai mà bùa phép được ba ốc này chứ. Nếu mà anh em mà bùa tới ba ốc này mà đỉnh luôn, nó đạt đỉnh luôn, nó không thấy thẹo không thấy dấu luôn đó, rồi thông báo cho lên thợ đỉnh luôn đó, chuyên bùa phép gạt người. Còn mở ra mà còn thấy dấu này đó là tính xe gớt nha. Rồi bây giờ rút ra đi làm cho anh trai này về sớm đi. Cho anh em coi nãy giờ thì bây giờ ghim không ghim, vậy giờ mà cái máy người ta đã hư là phải làm ra khối, máy kêu máy yếu anh em biết rồi đó. Bây giờ em kiểm tra cái máy là không còn ghim, anh em giấu mở tại đây cho nghe, mở luôn tới cái dên luôn rồi đó. Này em coi nè, cái dên mà chặt còn cứng ngắc cái này nè, nó ép, nói chung là cái máy chắc bị lỗi dên lỗi gì đó, và xử cái dên lại ra nó hạ bệ xuống luôn. Còn á thì đầu nòng thì rút ra em kiểm tra thì nó giữ nguyên, thì có thay, chắc chắc có thay bạc nữa, mày bạc này thấy còn mới chắc à. Miếng gòn là miếng gòn mới luôn nè, đây là cái miếng gòn này con mới nè, hàng mới này, con ghim xe mình nè, nên có hai màu khác nhau nè. Nói chung là mở ra bên trong thì quá trời dễ biết rồi, anh em coi bên ngoài khó biết rồi. Cái màu gon ghim theo xe là nó gì vậy nè, nó xanh xanh, cái màu nó xanh xanh, nó hơi lực lực cái nó nghe. Còn cái màu này nó đậm dữ lắm, ra gần lại đó thì dòm gon, anh em dòm cái màu là biết rồi, khỏi giới thiệu nhiều đâu, nó đơn giản để anh em nhận biết đó. Xe rớt là xe ghim đó nè, mấy con ghim ta nè, cái màu ta nó khác nè, gon thay rồi. Nhưng cái máy này có trẻ ra rồi anh em, hạ xuống rồi chủ xe ta xài biết lỗi cái gì trong cái dên, chắc mở ra làm dên giờ thì dấu hiệu em có thấy ép rồi. Máy này em sẽ làm lại cho chủ xe về nguyên bản về zin lại, chứ không có xây lồng, không có vớt vát trên cái dơ, cái dơ nó ép rồi bỏ cái dơ luôn, thay lại dơ thái lại, làm cái nồi cho mạnh lên chứ thay bạc với tông mới, làm sức bắp rồi, rồi xong rồi cái máy này gấp xong. Tiếng máy này nè, khúc test máy này nè mày, nghe tiếng máy một cái máy làm lợi đẳng cấp quốc tế nè, không có gì các bạn. Thấy cái máy mà em gã nát hết trơn mà bây giờ em chỉ nghe tiếng nồi zin 2 tiếng nè. Rồi em cũng cho chủ xe lên đường xong thì cục máy này á, thì học phí chung cho chủ xe trả cũng hơi nặng nghe nè. Rồi cái tiền cái máy em làm không là 8 triệu rồi, thay lật giặt bắt cái dây ga bọn lật giặt này kia chút đỉnh nó cũng chạy ra 8 triệu mấy. Thì cái video của em á, thì làm lên chủ yếu là cảnh báo cho anh em nè, thì đầu năm những anh em mà xài ba dòng của Chanel, mình mua cái chiếc xe đặng mình nhận biết chiếc xe nào là xe zin và chiếc xe nào là chiếc xe rớt. Những anh em không gần đó thì tốt nhất anh em mua những cái xe rớt đi, mình trừ hao những cái tiền đặng mình về mình làm máy. Giữa chiếc xe zin với chiếc xe rớt là nó chênh lệch với nhau nhiều lắm, có chiếc 5 triệu 10 triệu, có chiếc là mấy chục triệu cũng không chừng nữa.
thì em lấy trung bình là xe vừa vừa thôi thì nó khoảng cỡ 10 triệu à. Anh em lấy cái tiền chênh lệch đó, anh em bỏ vô tiền làm máy, thay vì giữ xe mua xe zin là ba mấy triệu nè, về tốn thêm tiền làm máy chạy ga chiếc xe cũng ra bốn ít tệ, bốn mấy triệu rồi là gì. Rồi nhà kia Giang, hẹn anh em nhiều cái video tiếp theo đó anh em, và anh em chào anh em.